Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2016. Chúng ta sẽ hậu tiếp vào 37 Pháp hành Bồ Tát Đạo. Mình đi vô Pháp thứ 12. Mặc dù có kẻ vì lòng tham khôn cùng thúc đẩy hắn trộm cắp hoặc bảo kẻ khác tước đoạt tài sản của ta, hãy tha thứ và cống hiến cho hắn thân thể của cải và công đức của ta đã góp nhặt trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đấy là pháp hành Bồ Tát Đạo. Các vị thấy cái pháp hành này khó chưa ha? Nó cướp của mình, nó trộm của mình, nó đoạt tài sản của mình, nó đuổi mình đi, nó lấy nhà của mình. Rồi mình chẳng những không oán thù mà còn hồi hướng những công đức lành của mình đã tạo, không phải công đức sơ sơ mà công đức mình đã góp nhặt từ quá khứ và ngay trong hiện tại tu tập bao nhiêu phước lành, kể cả trong tương lai, gom hết lại hồi hướng cho cái tên nó cướp giật của mình. Các vị nghĩ rằng là mình có làm được không? Thù cho tới chết chứ dễ gì, đúng không? Căm hận. Thậm chí là 40 năm đi qua rồi mình vẫn cứ giận thôi chứ. Thù cứ thù thôi chứ. Cái kẻ... Và ngày xưa tôi nhớ là trong cái tuồng cải lương nó có một cái câu rất hay mà chúng ta nghiệm ra nó cũng đúng nghe. Vì như xã hội nào cũng đúng đó. Vì không biết cái tuồng gì mình nghe bà già mình hay nhắc. Đó là cướp đêm là... Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Đúng rồi. Và rất đúng. Thưa các vị, là mỗi một đời người đi qua họ để lại, có những điều họ để lại nó trở thành một món quà hay là trở thành một danh ngôn nha. Ví dụ như Tổng thống Mỹ Kennedy đó, ra đi cái câu nói bất hủ của ông là bạn đừng hỏi nước Mỹ làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi rằng bạn đã làm gì cho nước Mỹ. Thế là hai đời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đời thứ nhất mình không biết có câu danh ngôn gì không, nhớ riêng ông Thiệu là có một câu mà bất hủ ạ. Câu này thưa các vị không cần nói ra, thiên hạ cũng biết cả. Và thưa các vị là điều này nó rất là chính xác đến nỗi là sau đây 100 năm nó vẫn còn chính xác, chứ đừng nói là ngay hiện tại. Và có nhiều điều thưa các vị nó rất là cụ thể trong cuộc sống đời thường mà mình lại không có cơ hội nhìn để quán chiếu, để nhận ra điều này. Đa phần đời sống của chúng ta, chung quanh chúng ta, tự thân chúng ta và hoàn cảnh sống chúng ta nó đều từ nghiệp lành của các vị mà hiện thành, chứ không phải là từ cái chuyện lừa lọc toan tính của con người. Các vị biết rằng là trên hành tinh này dường như là cái nền khoa học phát triển nhất là Mỹ, chứ không có nước nào hơn. Nó là một nước nhân văn nhất, dân chủ nhất. Dĩ nhiên là bên sau nó cũng cái bóng mờ của nó cũng có, đó là cái nơi người ta cũng căm thù nó cũng ác độc nhất, vân vân. Nhưng mà mình nhìn cái phần trăm của nó để thấy điều này nghe. Mình qua bên DC trong hai kỳ, trong hai chủ nhật, tức là một khóa tu kéo dài hai chủ nhật. Thì ở Vạn Hạnh mình học được rất nhiều điều.
Điều thứ nhất, dường như mình kể cho các vị nghe rồi, là có một lần đó, quý thầy đón mình về trung tâm vận hạnh. Thầy đó nói chuyện đó, thầy à, cái điều kỳ lạ rằng đó là miền Đông, từ miền Bắc chạy xuống miền Nam. Có khi bão tố nó xảy ra rất nặng nề. Thế nhưng mà riêng tại DC dường như chưa bao giờ có bão. Gió lớn thì có, nhưng mà tất cả những cái nạn tai hoạn họa của thiên tai dường như chưa đổ xuống đó bao giờ. Và đặc biệt rằng thời tiết nơi đó thì thưa các vị, nó không quá khắc nghiệt lạnh, không quá khắc nghiệt nóng. Dường như thủ đô Hoa Kỳ là cái nơi nó có phước lành nhất hay sao? Tập trung nơi đó là những chính khách lỗi lạc, những con người làm nên lịch sử Mỹ mà. Thành rằng trong lịch sử Mỹ, thưa các vị, nó cũng có những giai đoạn thăng trầm nhất định, cũng có những đời tổng thống bị ám sát như tổng thống Abraham Lincoln hoặc là Kennedy. Thế nhưng mà những vị tổng thống bị giết bất ngờ vậy thì lại lưu lại một tấm gương đẹp vô cùng. Và dân chúng Mỹ khi nói đến tổng thống Kennedy thì người ta rất tự hào cái cặp vợ chồng đó, chứ không riêng gì ông á. Các vị có thể hình dung rằng là mỗi lần Kennedy về thăm viếng các thành phố thì ông đi một mình, thì có khả năng là 100.000 người đón hai bên đường nô nức như là một vị hoàng đế. Thế nhưng mà nếu có bà đi theo thì cái sĩ số người dân tới 200.000 người. Dường như cái phước của bà cũng khá lớn. Và cái điều dễ thương nơi đất nước này là khi người ta xuống chức rồi, thưa các vị, người ta sống an nhàn và được cái sự kính trọng của quần chúng là một. Thứ hai là họ sống rất bình thường trong xã hội, dễ thương, chứ không giống như là những đất nước chúng ta. Khi tuột chức rồi thì phải làm thế nào? Hạ cánh an toàn, đó là cái từ người ta dùng bây giờ nghe. Điều thứ hai rồi có thể hạ cánh an toàn, nhưng mà sau đó thì chưa chắc gì sống yên ổn được trong cái kiếp làm dân. Mất chức rồi có chừng là kẻ có tội đó. Cho nên nhìn cái chiều hướng này thì ta thấy rằng đất nước này nó rất còn là lành thiện, chứ chưa có đến nỗi là giống như chúng ta suy nghĩ trong quá khứ và chúng ta nhận diện về những đất nước mà chúng ta đã từng có mặt. Rồi bài học thứ hai mình cũng học từ những buổi đi bên đó là quý thầy mới cho mình biết một điều rằng là hiện tại những cái bệnh viện lớn của Mỹ, những cái ca phẫu thuật của hắn thì hắn tập trung, ví dụ như những cái cuộc đại phẫu như mổ tim chẳng hạn, mất tới 8-9 tiếng đồng hồ liên tục. Các vị hình dung rằng là cưa cái xương sườn này ra rồi bưng trái tim bỏ ra ngoài, rồi làm việc của nó mất 7-8 tiếng đồng hồ trong những mạch máu rất nhỏ, rồi mới để trái tim vô, nối lại, rồi mai lại, khâu dây chì lại bánh xương sườn này. Họ mổ mình ra như mổ gà, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Thì các vị hình dung rằng 8 tiếng đồng hồ, có khi hơn nữa, tùy vào những ca mổ khó hay dễ. Và cái điều kỳ lạ nó xảy ra nơi những cái bệnh viện vô cùng nổi tiếng của Mỹ đó là tất cả y bác sĩ lỗi lạc trong ca phẫu thuật đó, họ tập trung quanh lại người bệnh nhân trong lúc mà gây mê cho người bệnh nhân đó. Thì họ bắt đầu 3 phút thiền tập, tức là họ không dùng cái từ thiền tập mà 3 phút lắng tâm. Anh chỉ thở vào, thở ra, thở vào, thở ra 3 phút trước khi làm một ca phẫu thuật như vậy. Và dường như cái điều này nó đang trên cái đà phổ biến đến các nơi. Và họ khám phá một điều rằng là khi có 3 phút tĩnh tâm, hít thở, nhận biết hơi thở đi vào, đi ra, thì nó lại giúp cho một ca phẫu thuật như vậy rất là thành công. Không có đưa đến cái tình trạng sai lầm hay là gây tử vong cho một bệnh nhân. Thì các vị thấy là hình như hành tinh này về cái lĩnh vực chi thì cũng đất nước này nó vươn lên đến chiều cao nghe. Rồi trở lại cái điều mà chúng ta thưa với nhau rằng, thưa các vị, phước lành anh ra làm sao thì đời sống chung quanh anh ra làm vậy. Tâm anh thiện lành đến độ nào thì hoàn cảnh xã hội anh nó cũng theo đó mà nó thay đổi nghe.
Mình đừng có đổ thừa rằng là tại cái cơ chế lãnh đạo này, cơ chế lãnh đạo kia, thưa không. Nghiệp của dân chúng nó như vậy, cho nên nó chọn một cái dàn lãnh đạo như vậy, nó đưa đất nước đến tình trạng như vậy. Chứ không phải là mình đổ thừa là một số người, thưa các vị, nó là biểu trưng của một đất nước à. Nghiệp thiện hay nghiệp ác của một cộng đồng dân cư, nó làm thành cái sinh hoạt chính trị, nó làm thành cái sinh hoạt như là thiên tai, lũ lụt, hoạn họa, đói nghèo, tật cách đau thương à. Do vậy cho nên pháp hành Bồ Tát Đạo thấy chừng như nó rất là vô lý. Cái kẻ cướp nè, tước đoạt tài sản nè, trộm cắp của mình nè, lấy của mình, đẩy mình vô cái tình trạng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu mà người thực tâm tu Bồ Tát hạnh thì họ phải làm được việc đó là: xin đem tất cả công đức lành của tôi đã tạo trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai hồi hướng cho họ, để cho họ chuyển được cái nghiệp ác của họ. Và cái điều này, thưa các vị, mới nhìn thì thấy chừng như là mấy cái anh tu Bồ Tát hạnh này hơi mất bình thường cả, cho nên mới làm cái điều này. Không biết căm thù là gì, không biết phấn đấu là gì, nhưng mà thưa các vị, ở mức độ xã hội nhân văn thì người ta đã làm một điều đơn giản là đem ơn trả quán, chứ không hề lấy quán trả quán. Ở mức độ cao hơn, đối với những con người hành Bồ Tát Đạo hay là đi trên đường tâm linh, thưa các vị, là hồi hướng những công đức lành để cho người kia thay đổi. Tại vì họ có nhiều cái nhìn về đời sống con người, chứ không phải là như chúng ta nhìn đời sống ngang bằng sổ thẳng. Ở tầng cao tâm thức họ, họ có cái nhìn rất khác với chúng ta. Họ nhìn là mình với người cùng một gốc, họ nhìn mình với người là điều cả, đều là những con người chịu chung cái nỗi khổ sinh diệt. Rồi cao hơn là họ nhìn từ tự tánh bất sinh của họ nhìn ra, thì họ coi cuộc đời này rất mộng mị, rất phù du. Do vậy cho nên làm vạn việc lành giúp người mà thấy dường như mình chưa làm điều chi cả. Trải thân hà sa kiếp trong cõi tử sinh, mà dường như thấy việc này là việc bình thường, chứ không phải là hy sinh gì cả. Làm vạn điều công ích cho xã hội, nhưng mà thấy chừng như họ không làm. Họ chỉ đơn giản là nhậm vận theo thiện tánh của họ làm thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái sự tương quan giữa ta, hoàn cảnh của ta sống và xã hội đang vận hành, thưa các vị, nó rất là rõ ràng như vậy. Và thưa các vị, là một đoạn dài từ số 12, tức là pháp hành 12, 13, 14, 15, 16, nó đều có chung một cái chủ đề là tu từ bi hạnh nghe. Mình sẽ khai thác từng phần để các vị có thể thực tập được. Mình thử thực tập cái pháp này ra sao? Tu từ bi luôn một dọc dài nhé, từ 12 cho đến 16. Riêng cái bài 12 này nó hàm ý nghĩa là tha thứ và bố thí. Tha thứ, bao dung, bố thí, dường như nó liên hệ rất chặt với nhau nghe. Anh không tha thứ, không bao dung thì anh không có thể hiến tặng cho người ta được. Lòng anh nó tràn đầy ganh tị, giận dữ, căm ghét. Thế thì đừng hòng anh cho người ta một lời khuyên, đừng nói chuyện cho của người ta cho mất công.
Và khi cái trình độ tâm thức người ta dâng đến một cái chiều cao nào đó thì những việc làm này nó rất là tự nhiên, chứ không cần phải vận dụng ý thức, không cần phải cố gắng. Thế là điều thứ nhất mình đi vô đó là cái nhân của trộm cắp và cướp đoạt. Điều đầu tiên mình khai thác là không có biên giới nha. Tức là trộm cắp và cướp đoạt này nó không có một cái lằng ranh, nó không có biên giới. Như thế này là trộm cắp, thế kia là cướp đoạt. Khi không có điều kiện thì người ta trộm cắp, mà khi đủ điều kiện quyền quy thì người ta cướp á. Nếu anh chàng đó trong thôn xóm, anh rất là sợ sợ tội trên sống dưới, anh sợ tội, anh sợ người ta khinh thường, phỉ nhổ, thế thì anh chỉ cứ làm anh cắp thôi. Thế là anh có quyền uy, trở thành người lãnh đạo một làng, một xã, một tỉnh, hoặc một đất nước thì trở thành cái chi? Đó là anh cướp hợp pháp. Anh cướp thứ hai không hợp pháp, nghĩa là ảnh dùng sức mạnh ảnh, tức là ảnh có sức mạnh là một nè, có giả tâm là hai nè, và ảnh không biết sợ ai thù ghét giết chóc ảnh, thế thì ảnh trở thành ăn cướp bất hợp pháp, tức là cướp rồi trốn luôn. Còn cái dạng thứ nhất là cướp và rất hợp pháp, mang danh nghĩa là quan chức của triều đình, cho nên một sắc lệnh đuổi thiên hạ ra khỏi nhà lấy nhà như trò chơi. Thế thì có hai dạng ăn cướp, và nó không có biên giới. Nó không có là tùy vào cái điều kiện có thể mở ra mà cái tên trộm cắp có thể thành tên ăn cướp. Và từ cái tên ăn cướp nó có thể trở thành một tên giết người rất là dễ. Đây là cái điều thứ nhất mình nói về không có biên giới giữa trộm cắp và cướp giật. Dường như cái ác nó không bao giờ dừng đâu, thưa các vị. Và cái điều chúng ta đi vô, điều thứ hai, các vị nhận diện rằng động lực của nó. Cái động lực của hành động này nó từ đâu vậy? Thưa các vị, là cái động lực này thứ nhất là nó từ tham. Điều thứ hai, nó có cái sự có mặt của sự si mê. Thưa đại chúng, là từ cái lòng tham nó đưa đến cái họa hại, đó là người ta không có từ nay gì về cái chuyện gây nên bao lỗi lầm. Tham tiền là một loại tham thấp nhất trong các loại tham, nó có thể đưa tới họa hại, nhưng mà cái mức độ quỷ diệt của nó còn rất thấp. Thế nhưng mà thưa các vị, tham ái mới là cái loại cao nhất, và cái gốc rễ nó rất là sâu xa, nó có thể quỷ diệt người, quỷ diệt mình một cách không thương tiếc. Tham tiền thì nó còn có quãng dừng của nó. Nhưng mà tham ái thì thưa các vị, nó gây ra án mạng rất là dễ nghe. Cho nên động lực của các hành động cướp giật không phải chỉ có mặt ở lĩnh vực như là tài sản, tiền của, bất động sản vân vân, mà nó còn lây lan ra cái trộm cướp ở lĩnh vực khác như trộm cướp tình cảm, trộm cướp người thương của người khác. Thưa các vị, cướp cưỡng đoạt đây là một loại hình, thưa các vị, nó đưa đến án mạng nó vô cùng là dễ dàng.
và giết người cũng không có góp tay đâu. Và người ta lâm vô cái tình trạng bất hạnh nhất của xã hội, không phải là cướp đoạt tài sản, mà lâm vô cái tình trạng bất hạnh nhất của xã hội là cướp tình ngay. Cướp tình, đoạt tình, đây là một loại gây án mạng rất là nặng nề, và có khi là thưa các vị quỷ diệt luôn cả nhiều gia đình chứ không phải một, hai gia đình. Cho nên các vị lưu ý là người Phật tử mình tránh cái tình trạng này. Luật pháp đàng hoàng họ có một quy định nhất định như ở xã hội Mỹ, đó là một vợ một chồng. Thế nhưng mà thường dường như cái tình trạng này nó cũng là mối họa của nhiều xã hội chứ không phải là một xã hội. Ở bên DC có một gia đình, tôi không có trực tiếp mà nghe mấy Phật tử nói chuyện, đó là cái bà Phật tử kia có một đứa con. Con của bà nó hiền rủi à, hiền như bụt. Có vợ, của vợ người Mỹ, ba đứa con. Thưa các vị là cái văn hóa Mỹ và văn hóa Việt nó có những sự khác biệt. Do vậy cho nên đành rằng ba đứa con và chỉ có một việc, đó là ngồi ở nhà nuôi con thôi. Anh chồng cài chết xác. Và anh rất là thương vợ, rất thương con. Thế rồi một sớm tình cờ cái chị nàng cảm thấy là dường như hạnh phúc nó không có. Thế rồi chị lại chia tay, chị đến với một chàng người Mỹ. Thôi anh. Thưa các vị, các vị biết cái từ người ta dùng là cái trần thủy tinh đó. Trần thủy tinh các vị biết chứ hả? Tức là đành rằng luật pháp Mỹ thì không hề có sự kỳ thị nghe. Thế nhưng mà nó có một mức độ là nó vô hình mà ta không thấy, như cái trần thủy tinh đánh ngang đó thôi, anh thấy không thể vươn lên được, ngang nó là đụng đó. Cho nên tôi gọi cái trần thủy tinh, người ta dịch cái từ gì tiếng Mỹ đó. Do vậy cho nên tới chuyện ly dị thì người vợ Mỹ kia được quyền nuôi ba đứa con và được quyền sống lại với người chồng Mỹ. Và khi sống thì 6 tháng sau, thưa các vị, anh chồng dường như lâm vô cái tình trạng khủng hoảng, dường như là cực kỳ khủng hoảng, phải uống thuốc từng đêm. Tại vì mất một lúc nè, mất vợ, mất cả ba đứa con và mất luôn cả tài sản, mà phải cài kiếp, phải cài là vắt mồ hôi để nuôi con, chứ có phải là anh thôi anh bưng con đi rồi của tiền bao nhiêu mình được quyền thưởng đâu. Nuôi một mình, rồi nuôi ba đứa con, nuôi một người vợ, bao nhiêu thứ tiền sau Mỹ nó đã đè nặng mà, chịu gì nổi. Thế cho nên nỗi khổ nên anh mua súng lên bắn chết cái người đàn ông là giật vợ của anh. Thì chuyện gì xảy ra? 1 năm ở tù sau đó kêu án. Và thưa các vị, dường như cái hình án về tử hình đã bỏ trên nước Mỹ rồi. Thế cho nên kêu án ảnh là chung thân. Và ngay cái buổi tòa xử phạt thì đứa con gái lớn ảnh nó đứng lên, nó nói nếu ông tòa mà tuyên bố rằng bố nó mà vô tội thì nó sẽ tự sát ngay tức khắc. Thì các vị thấy là cái nỗi thù hận của đứa con gái của chính mình đó, thưa các vị, nó coi mình như kẻ sát nhân. Nó nói tại vì đây là người đã giết người yêu của mẹ nó, làm cho nó mất đi người thương để nó tựa nương. Thì các vị thấy là cuộc đời này họ quay lưng lại. Và từ cái chuyện này nó cho ta hai cái nhìn ngay. Cái nhìn thứ nhất, thưa các vị, trong tất cả loại cướp đó thì cướp tình là một loại phá hoại nhiều đời sống chứ không phải một đời sống. Phá hoại đời sống của người đàn ông mà mình cướp, hoặc là của người đàn bà mà mình cướp chồng người ta. Phá hoại thứ hai là thế hệ con cái người ta. Làm và cái điều này, cái dây chuyền của nó lan rất là xa, thưa các vị. Cái thế hệ con em ta nó trưởng thành rồi thì cái nỗi thương tức, cái tâm tức của nó trở thành cái nỗi hiềm hận vô cùng lớn, nó gây rối xã hội, không có lường được cái mức độ tàn phá của nó đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái điều vô cùng cần thiết rằng là nếu trong lúc bé ta nếm được vị pháp để hành trì, thế thì ta có thể giải trừ được những cái bất an, những cái xung động trong tâm thức khi mình bị mất mát của tiền, mất mát tình cảm, khi bị lâm vô tình trạng khó khăn nghe.
Khi đó anh có khả năng chạm phải những khổ đau rất lớn thì anh có khả năng anh quay về anh trú luôn pháp hành thì tự anh cứu anh được. Còn nếu lúc bé ta chưa từng nếm hương vị Phật pháp thì thưa các vị, lâm vô nỗi khó khăn rồi thì chỉ có một việc, một là tự sát, hai là quỷ diệt người thôi chứ không có con đường khác. Khi nỗi khổ đó đổ sập vào đời sống chúng ta rồi, không có pháp hành trì, không có cách gì để tự giải tỏa được đời sống u uẩn của mình, thất vọng của mình, trầm cảm của mình, thì mình gây tai họa cho nhân gian, gây tai họa xã hội là chuyện bình thường. Cái chương trình giáo dục của người lớn hiểu Phật pháp, thưa các vị, có khi nó cần, nhưng mà chưa cần bằng chương trình dạy cho các em nếm hương vị chánh pháp. Lúc bé nó nếm hương vị pháp, nó có một chút công phu hành trì, nó chỉ cần biết thở vào thở ra, an trú nơi pháp hành của Phật dạy, nó có thể cứu được một đời nó trong tương lai. Cái gia đình kia, thưa các vị, thằng con nó hiền như bụt, chưa ai có thể nghĩ rằng nó có khả năng cầm súng giết người nghe. Thế nhưng mà rồi khi khổ đau nó đẩy người ta đến cái chỗ bức bách tổ cùng thì không điều gì không dám làm cả. Tóm lại, cái điều mình thưa như vậy để trở lại cái vấn đề chúng ta đang nói đây, thưa các vị. Cái động lực của các hành động trộm cướp này, thưa các vị, nó từ cái tham, và tham tiền, tham của, tham vật chất, thưa các vị, nó hãy còn có một con đường để sống nha, còn chưa gây bất ổn cho ta, cho người. Nhưng mà tham tình là một loại cực kỳ là nguy hiểm, giết người, tàn phá gia đình người, tàn phá đời sống của ta đi chơi. Cho nên nếm hương vị pháp hành trì cho thực sự để cứu vãn đời mình, chứ không phải cứu vãn đời ai cả. Các vị là những người ông, là người bà, người cha, người mẹ, là người con, các vị học pháp của Phật hành trì để các vị làm cho hạt giống chánh pháp nó lây lan vào xã hội. Các vị mà tiếp cận những thông tin của cộng đồng người Việt, nhất là Thầy Thiện Tâm, thì các vị thấy rằng là người Việt chúng ta, thưa các vị, là có danh sách trong nhà tù đông lắm. Họ Nguyễn không là 100 mấy chục mạng rồi, đông lắm. Cái tình trạng có mặt nơi đây, chúng ta bỏ bê con em chúng ta không có khả năng là nuôi dưỡng nó bằng con đường giáo dục, và không khả năng nuôi dưỡng nó để nó thấm nhuần hạt giống của Phật pháp. Chứ cứ nghĩ rằng là kiếm tiền nó cần bao nhiêu cho nó bấy nhiêu, coi chừng chúng ta đang làm cho chúng ta mất thế hệ con em. Cho nên thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng đó là mình tu tập và tạo cái điều kiện giáo dục cho thật tốt. Bằng không thì có thể là thấy thì đời sống dường như là cái chi cũng đầy đủ cả trên cái xã hội Mỹ này, dường như nó không tu thiệt ai, nhưng mà cái phần tâm linh nó rất là nghèo, rất ốm yếu. Thế thì thưa các vị, mình mất thế hệ tương lai ạ. Thì điều này nên cẩn trọng. Đó là mình nói về cái tham là động lực. Thế là cái động lực thứ hai tạo thành bao ác nghiệp là cái này nghe, là cái si mê chúng ta, là cái tối tâm chúng ta. Thế các vị, nó có cái nguồn gốc. Sự mê làm ngu dốt của chúng ta nó có ba cái nguồn gốc đó nghe. Nguồn gốc thứ nhất là gì? Là căn bản ác nghiệp ở đầy. Tức là ác nghiệp, cái bản chất của con người nó có ác nghiệp xui khiến đẩy xô đẩy ta. Trong cái truyền thống Nho Gia thì họ dùng hai cái mệnh đề, một là gì, con người sinh ra vốn là ác tính, nhân chi sơ tính bản ác. Thứ hai là nhân chi sơ tính bản thiện. Hai điều này, thưa các vị, Nho Gia họ đề ra. Mặc Tử thì bảo rằng là nhân chi sơ tính bản ác, còn ai đó thì bảo rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là người ta mới sinh ra không có phải là thiện mà nó ác, rồi nhờ môi trường giáo dục cho nên nó thiện.
Một đằng thì ông nhà nho khác là bảo rằng là con người sinh ra vốn lành nhưng mà xã hội quân tập là nho ác. Thì thưa các vị, cái điều này họ nhìn rất là phiến diện. Liên đối đạo Phật thì lại có một cái nhìn thấu suốt hơn, thấu suốt nhân quả ba thời, cho nên Thế Tôn không nói con người ta sinh ra là ác hay thiện cả. Mà nói rằng người ta thừa tự nghiệp quá khứ nghe. Ngày quá khứ người ta đã từng nuôi dưỡng, đã từng tu tập, đã từng chuyển hóa, tức là cái hạt giống lành đã dày. Cho nên người ta sinh ra thì cái điều kiện tiếp cận cái xã hội có thể không tốt, nhưng mà bản chất của họ vốn lành thiện, cho nên nó vẫn lành thiện thôi. Nó không có đổi thay, nó bị nhuộm đen. Còn cái trường hợp thứ hai thưa các vị, bản chất của người kia, tức là cái tập khí trong quá khứ, họ vốn ác nghiệp rất nhiều. Thế nhưng mà cộng thêm một cái phần có phước, cho nên sinh ra trong một cái môi trường rất thuận lợi. Môi trường giáo dục thuận lợi, môi trường gia đình cũng thuận lợi, môi trường xã hội cũng thuận lợi. Nhưng mà nó ác thì nó cứ ác nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, ác nghiệp điều đầu tiên ta định nghĩa rằng là nó phát sinh trộm cướp là do vì bản chất của cái con người kia, cái tập khí con người kia, cái khả năng thừa hưởng của họ trong cái dòng nghiệp quá khứ á, cái chất liệu này nó rất là đầy, rất là giàu. Do vậy cho nên trong cái môi trường xã hội như xã hội Mỹ nè, cái điều kiện phát triển tâm có thể rất thiện nhưng mà nó là không thiện. Do vì cái chất của hắn từ trong quá khứ nó tạo thành cái dòng chảy như vậy. Con người đã sinh ra trong cái gia đình giáo dục rất là tốt, thế nhưng cái chất của hắn vốn là cái chất lãng mạn. Thế thì dù gia đình có khó mấy, có dạy dỗ cách nào nó cũng cứ lãng mạn, nó cũng cứ quay quát đầu nọ đầu kia, chứ không thể trở thành một người đoan trang, mẫu mực, hiền diệu, dễ thương. Thế thì thưa các vị, có ba phần chúng ta nhận diện về điều này. Cái sự si mê này đầu tiên là nó do quá khứ thừa tự nghiệp. Điều thứ hai, do môi trường giáo dục nha. Điều thứ ba là sự cố gắng của bản thân. Cái chuyện lành thiện hay là cái chuyện ác độc thưa các vị, nó do ba cái điều này tác động rất là mạnh. Ví dụ trong một môi trường giáo dục rất là xấu, rất là xấu, thế nhưng mà cái phẩm chất của người kia, cái phẩm chất đó là phẩm chất lành, phẩm chất là cái hạt giống lành nó rất là giàu trong quá khứ. Thế thì luyện vô cái môi trường giáo dục dù nó xấu đến độ nào nhưng mà hắn cũng tìm mọi cách hắn vươn lên được, hắn vượt thoát được cái ô nhiễm của xã hội, hắn vượt thoát được cái ác của xã hội đang đè nặng lên đời sống hắn, hắn vượt thoát được cái môi trường giáo dục cực kỳ hiểm nguy của xã hội tạo thành chung quanh. Bạn bè không nhuộm đen hắn được, nhà trường không nhuộm đen hắn được, cơ chế chính quyền dù có tàn ác, dù có lừa dối cũng không có nhuộm đen hắn được. Có những trường hợp như vậy nghe. Có những bậc thánh sinh ra giữa cái xã hội nó đen điêu như vậy, nhưng mà họ vẫn là thánh, họ vẫn là viên ngọc trong sáng, không dính chi về cái nền giáo dục hoặc là cái văn hóa của xã hội kia tạo thành nghe. Thưa các vị, trong một cái vùng văn hóa mà nó nhiễm bẩn, nó ô uế, đặt cái nền tảng văn hóa của một xã hội trên cái chuyện cướp giật, thù hận và dày đạp lên nhau để sống còn, cái điều này dường như nó rất hiếm để xảy ra một con người thánh nhân. Nhưng mà nói như thế không có hàm nghĩa rằng là không có các bậc thánh sinh ra giữa cái lòng xã hội nó đen điêu, nó hôi hám, nó tệ bạc như vậy. Có những con người sinh ra từ lòng xã hội như vậy. Rồi ngược lại, trong xã hội điều kiện giáo dục cực tốt, gia đình giáo dục rất tốt lành, thế nhưng mà đừng nghĩ rằng là không có những con người cực ác sinh ra trong cái xã hội như thánh thiện nghe. Thế thì thưa các vị, ba điều này gom lại
thì cái nền tảng của nó, thưa các vị, có khi nó là từ cái nền tảng này, từ cái nền tảng là thừa tự nghiệp của quá khứ nhiều hơn cái môi trường giáo dục. Trong quá khứ mà nếu mình đã có một cái nguyện lành, đã phát Bồ Tát tâm, thì cái điều rằng là sinh trong gia đình nè, trong hoàn cảnh giáo dục nè, trong nền văn hóa như vậy nè, trong cái điều kiện bạn bè lôi kéo mình tụt xuống, nhưng mà mình vẫn cố gắng vươn lên được. Cho nên khi có bản nguyện lành, thế thì thưa các vị, có cái sự cố gắng bản thân nhất định để vươn lên khỏi cái ô uế của trần gian vùi dập tan. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về động lực của các hành động, nó có thể là lôi ta chìm xuống cái ác, cũng có thể nếu có cái bản nguyện lành của Bồ Tát lịch kiếp tu, thì trong cái cực ác chúng ta vẫn vươn lên được. Đây là điều thứ nhất các vị lưu ý. Mình nói về cái nhân của trộm cắp và cướp đoạt. Thế là cái điều thứ hai, mình nói về cái quả. Thứ nhất là hiện đời. Thưa các vị, là không có tên trộm cướp nào mà nó ngủ ngon đâu. Điều thứ nhất là vậy. Chưa hề có cái sự lừa dối nào giữa trần đời này mà lòng an bình thanh thản hết. Cái sự vẫn đục của tâm thức, thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng là vẫn đục cái chi nữa? Vẫn đục tâm, vẫn đục trí não nghe. Trong những cái quyển tử thư của các vị sư truyền thống Phật Thừa nói hay lắm. Anh là sự kết tinh đầu tiên của một cái giọt sự sống rất trong. Thế rồi, tùy vào tâm thức anh nó đục hay nó ô uế mà cái giọt nước đầu đời đó nó trở thành đục, thẩm màu hoặc đen. Là cái cuối cùng đã hình hài ra thì anh cũng thấy anh trở thành một cái trạng thái tâm trong suốt rỗng lặng. Thế nhưng mà cái giây phút này nó nhanh vô cùng, nó nổi, anh chưa kịp nhận ra thì những ác nghiệp anh nó tràn về, nó làm cho cái tâm thức trong suốt nó tự nhiên vấn đục, cho nên cuối cùng anh bị cuốn vào cái dòng nghiệp tử sinh cuồn cuộn thôi. Rồi trong cái thần kinh não bộ, người ta nghiên cứu rằng là, thưa các vị, bao nhiêu máu nó mới cấu tạo thành một cái chất dinh dưỡng để nuôi não, mà cái chất dinh dưỡng này nó rất ít, nó ở cuốn não thôi. Tôi không biết tôi nói có đúng hay không, mình nghe cũng thấp thoáng thôi, và mình nhớ đại ý rằng là cái chất đó nhìn vào là biết con người thông minh hay là ngu tối nghe. Nếu nó còn trong suốt thì con người nó cực thông minh, nếu khi nào nó đục thì đừng hòng thông minh được, cái mất công. Ngay cái cấu trúc là vật chất cơ thể ta nó cũng có điều này nhé. Thế rồi các vị nhìn lại cấu trúc tâm thức các vị cũng thấy điều này nhé. Lòng mình mà thanh thản, nhẹ nhàng, tươi vui, mọi cái đều hỷ xả, thế thì trong suốt. Còn lòng các vị mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, căm tức, thù hận, lo âu, hoặc là tìm mọi mưu kế hại người, cướp được đoạt của người, thì đục ngầu không có thể trong được, thưa các vị. Trong hay đục, thưa các vị, hãy nhìn nội dung tâm thức của ta, biết nó trong hay đục. Nó liên hệ rất chặt chẽ với hệ thần kinh não vật lý của ta nghe. Rồi nó liên hệ rất chặt với cái giây phút các vị trả hình hài về cho các buổi ra đi. Đọc qua những tử thư Tây Tạng là thấy rồi. Nó là một sự liên hệ trải dài như thế này. Cho nên đừng nghĩ rằng cái sự lo âu, phiền muộn, bất an mà Đức Phật dạy ta loại trừ là một phương pháp nó chỉ xảy ra đối với đời sống tâm linh, chứ không xảy ra đối với đời sống trí tuệ hiện thời của các vị đấy. Năng lực tâm thức của các vị mà vô cùng trong sáng thì con người đó chắc chắn là thông minh hết. Con người đó mà sinh con ra nó cũng thông minh nữa.
con người đó trả đời này về cho các bụi, trở về với vô thường, thì họ tái sinh lại họ cũng cực thông minh. Và thông minh này nó đi kèm với cái gì? Không có tên nhà giàu nào, không có tên hoàng đế nào nó đến chỗ cô luôn nghe. Nó có phước. Tại vì từ trí tuệ nó phát sinh từ bi rất là dễ. Đạo Phật chúng ta thưa các vị không phải định để đoạn được phiền não nghe, mà từ tuệ mới đoạn phiền não. Định để phát sinh tuệ, và từ tuệ mới đoạn đức được. Nhân của ba quả sáu đường, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm giải thoát là. Cho nên tâm ta là tràn đầy vẫn đục. Thưa các vị, cái tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho chính ta. Tội nghiệp thứ hai là tội nghiệp cho bao nhiêu người họ liên hệ với ta, như con ta, vân vân. Do vậy, cho nên cái hậu quả của những ác tâm hiện đời do cướp, do giật này, thưa các vị, chưa hề không có quả báo. Quả báo ngay rồi thật, sống tự thân anh. Anh sẽ lâm vô tình trạng là lo lắng, bất an. Rồi con anh nó cũng thừa hưởng điều này. Và không bao giờ sai chạy cả. Sở dĩ chúng ta chưa thấy quả báo đến với người kia là do vì phước trong quá khứ họ rất là nhiều. Cho nên kiếp này có thể là họ còn hưởng dư phước đó, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là chưa có cái chi, không có cái giá của nó cả. Là người nếm hương vị pháp để hành trì, thưa các vị, cái niềm tin nhân quả là điều ban đầu rất là chắc chắn mà chúng ta phải tin thôi. Nói một lời, nghĩ một việc hay là một hành động, chúng ta đừng nghĩ rằng là nó không có hồi báo. Tôi có bị hồi báo tức khắc. Và cái nguồn của nó, cái động lực của nó là quả báo phát sinh từ tâm thức chứ không phải là từ miệng đâu. Tâm thức anh nó không hề mất trong không gian vô hình này. Anh nghĩ bất cứ điều gì nó còn in dấu lại trong không gian vô hình đấy. Người ta dùng cái kỹ thuật khoa học hiện tại, người ta đánh một vài vùng dòng chữ gửi lên trên trời. Thưa các vị, đâu có phải là các vị lưu trong máy rồi nó giữ lại đâu. Các vị có thể đi được toàn bộ những cái email mà ta gửi tới, nhưng mà nếu các vị mở lại thì nó vẫn còn. Thế thì thưa các vị, tâm thức chúng ta nó không phải là nó như sóng nó lan ở bên kia bờ đại dương nghe, mà nó lan một phần nhưng mà nó còn có mặt nơi đây một phần à. Tức là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Cái trạng thái ý thức các vị vận hành đó, không diệt, không đến, không đi rồi. Từng lời nói các vị nó vẫn còn. Từng cái vòng gợn suy nghĩ các vị không hề mất trong không gian vô hình này. Các bậc thánh như ngày xưa, ngày Thiên Thai Trí Khải, một hơi người nhập định, ngày thấy Pháp Hội Linh Sơn vẫn còn rạng rỡ, Thế Tôn vẫn còn đang ngồi thuyết pháp. Và chúng ta, thưa các vị, không tin điều này. Tại vì mắt chúng ta nó chỉ nhìn ngang đây thôi, không thấy bên kia tường. Nhưng mà nhờ khoa học cho nên ta kiểm chứng rằng là có những lời nói hay là có những dòng chữ ta đánh lên trên trời vẫn còn lưu dấu cho tới 1 năm sau, 10 năm sau vẫn còn. Qua châu Phi mở email, email vẫn có. Ở ngay đây mở vẫn có. 10 năm sau mở vẫn còn mà. Do vậy thưa các vị, chưa hề có cái gì mất đi cả. Các vị nghĩ một điều ác về người, đừng nghĩ rằng không có quả báo nghe. Quả báo là cái rất hiển nhiên, không do thần linh nào xếp đặt, không do ai chủ trì cả. Đó là nguyên lý vận hành của vũ trụ vạn hữu. Giống như mình ném một viên sỏi xuống nước thì vòng gỡ nó cứ lan dần lan dần. Mình nói một lời, âm thanh nó cứ vang xa hoài. Nghĩ một điều thưa các vị, đó là một loại sống năng lượng chứ không phải là cái vô hình đâu. Cho nên đối với các bậc minh triết thấy được lẽ nhân quả rồi, họ rất là kinh sợ. Họ luôn nghĩ những điều lành, nói những điều lành, làm những việc lành. Không hề dám có một lời phê bình, phán xét, chỉ trích về ai. Không hề có một ý nghĩ gì xấu về người. Đừng nói đến chuyện có một hành động không dễ thương với thiên hạ. Tóm lại, không có một ác nghiệp nào không có cái hiệu quả.
cái quả báo hiện tiền cả thưa các vị. Ngay tự thân ta, thế con em ta, người chung quanh ta, xã hội ta, hiện tại người ta đang lo sợ về ô nhiễm môi trường. Thưa các vị, ô nhiễm môi trường chỉ một phần nhỏ thôi nha. Cái điều thứ hai vô cùng quan trọng là âm thanh cũng làm ô nhiễm nữa. Ví dụ như người ta chửi nhau một trận cho ra trò. Thưa các vị, cái năng lượng của sự xung động nó còn lưu lại ở trong một không gian vậy. Một gia đình nào không khéo xử sự với nhau để cho nỗi bất hạnh nó căng thẳng, và họ có khả năng là gây gỗ với nhau ngày này qua ngày kia, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng ngày này qua ngày kia, thì họ đã làm ô nhiễm môi trường sống của họ rồi đó. Họ hủy diệt đời họ rồi nghe. Mình tu mà mình không tạo được cái môi trường lành thiện để sống, thế thì quá vũng. Mình không biết rằng cái thiên đường không phải là chùa. Thiên đường là ngay tại nhà các vị nghe. Mình chưa thể thành thánh được với ai đâu, mình hãy thành thánh với người thân của mình trước cái đã. Và cái nguyên tắc là các vị tu cho được thì người thân các vị đổi thay. Các vị không tu cho nên các vị cứ cố đổ thừa cho người thân của mình làm trở ngại, điều này sai lầm à. Và thưa các vị, một trong những điều đáng sợ là ô nhiễm tâm thức chứ không phải ô nhiễm bằng môi trường bên ngoài. Bởi vì thật là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm tâm thức, ba cái này nó có cùng chung nguồn gốc là từ ô nhiễm tâm thức mà ra. Sự suy nghĩ của các vị, tâm thức độc ác của ta, thưa các vị, nó làm cho môi trường ô nhiễm. Nó làm cho cái năng lượng xung động này tạo thành ác tính rất là mạnh và tác động vào tâm thức của những em bé ngây thơ. Cho nên những xã hội tràn đầy cái ác, thế thì cái thế hệ sau nó lại ác hơn thế hệ trước. Là vậy. Tại vì tâm thức người lớn, thưa các vị, cái xung điện của tâm thức rất mạnh, cho nên nó đánh động vào tâm thức các em, không có ai bảo vệ được cả, cho nên có khi thế hệ sau ác hơn thế hệ trước là vậy. Trong một xã hội nó lành thiện, thưa các vị, cái năng lượng lành thiện của cả một cộng đồng con người, nó có thể nuôi dưỡng được thế hệ con em ta trở thành thánh nhân hơn ta. Cái điều kỳ lạ đó là, thưa các vị, cái ác hoặc cái nghiệp thiện nó càng ngày càng có lời nghe. Không hề là cân bằng, nó luôn có lời cả. Các vị làm ác ít, nhưng mà kiếp sau thì các vị gặt cái quả lại giàu hơn. Tức là có lời. Thì các vị làm thiện ngay bây giờ, thưa các vị, kiếp sau cái quả lành nó lại tặng cho các vị cái món quà nhiều hơn sự mong đợi của các vị. Và nếu ta có niềm tin vững chắc với điều này, thưa các vị, mình không có gây những cái nhân và không có chuốc cái quả khổ như thế này. Đó là mình nói về cái hiện quả. Thứ hai là lai quả, quả báo tương lai. Thưa các vị, là trong 10 giới sa di hay là 5 giới của người cư sĩ đều nói rõ điều này nghe, giới trộm cắp. Ngay bây giờ giấc ngủ rất bất an, trong đời hiện tại ta có thể dễ dàng bị mất tài của, mất tiền bạc, mất tình, mất tiền là chuyện thường. Thế là trong tương lai, thưa các vị, lay quay dù các vị có cố công làm cho lắm, ca cũng để dành, nhưng mà của tiền các vị tự nhiên theo gió mây bay rất dễ. Người ta có phước lành nên họ làm chơi chơi mà họ có của tiền rủng ra rủng rỉnh. Còn ta thì làm tối chết, thấy dường như sắp vào tới nơi này, một cơn bệnh đổ xuống mà mình nghèo sụp xuống. Thế rồi ca cũng để dành tới gần có thể tự hào là nghỉ ngơi được, thì một cơn bệnh nó đổ lại rồi lại trắng tay. Cứ vậy thôi, phước cùng không phước thôi. Và cái điều kỳ lạ thế này, thưa các vị, người giàu họ dễ làm giàu hơn nữa. Cũng như nghèo thì đi mượn tiền người ta không cho, mà giàu thì lỡ có thua thiệt đi mượn tiền cái ngã hè nhau mà cho mượn. Có vốn rồi tự nhiên nó làm giàu rất dễ. Còn mình nghèo thì lại nghèo thêm. Thì phước nó là như vậy nghe.
Cho nên thưa các vị, hiện báo, lai báo, sinh báo là như vậy. Quả ác nào nó cũng chiêu cái quả bất, bất thiện và cái quả tệ hại. Và nó cũng chiêu cái quả thua thiệt rất nhiều trong tương lai. Do vậy cho nên người thông minh, họ hiểu đạo rồi thì họ phải làm được việc là đầu tư một đời này cho cái công trình chiêu quả lành trong tương lai thôi. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Thế là mình mới đi vô phần thứ hai là pháp hành của Bồ Tát. Pháp hành thứ nhất là tha thứ. Thứ hai là cống hiến. Thứ ba là hồi hướng. Đầu tiên là người ta cướp của mình, người ta giật của mình, trấn lộn mình. Từ giờ nó gọi là trấn lộn đó. Cũng là cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thế nhưng mà mình đã bị cướp rồi, mình đã bị người ta lấy cửa, lấy nhà đuổi mình đi rồi, rồi mình lại mang cái nỗi căm phẫn, giận dữ. Thế thì giống như người ta đã mắc bò rồi đi bỏ tiền coi thầy bói nữa thì mất thêm, đúng không? Tức là mất của cải tài sản rồi, cái còn giữ lại trong anh là cái chi? Trái tim tha thứ, độ lượng, bao nhiêu cái lòng an bình của anh. Anh không căm thù, không giận dữ, không bất an, không nguyền rủa người ta để lòng anh vô cùng thanh thản. Thế thì anh rất thông minh. Bị cướp tài sản nhưng mà trái tim tràn đầy nhân hậu của tôi hoài cướp được. Lòng trong sáng của tôi hoài cướp được, thiện tâm tôi hoài cướp được. Không có quỷ phá tôi được, không có xô tôi rớt vào cái vùng của ái nghiệp, cái dùng của ác nghiệp để làm cho lòng tôi đó tràn đầy căm phẫn. Và thưa các vị, thế thì còn được phân nửa vốn, phân nửa vốn mất tài sản nhưng mà ta vẫn còn trái tim nhân hậu, ta còn vẫn còn lòng tốt cư xử với đời, ta không có quỷ diệt mình trong cái trạng thái tâm nó tràn đầy thù hận. Thế thì xin hiểu cho rằng tha thứ không có hàm nghĩa rằng là tha thứ người, mà tha thứ là làm cho lòng các vị thanh thản, là sự cực kỳ thông minh của con người biết sống nghe. Có người thông minh nào, con người biết sống giữa trần gian này, biết trân quý để sống, họ họ đều tha thứ để sống còn. Họ không có mang cái nỗi căm thù, giận dữ, bất an, thù ghét cả đời để quỷ diệt đời họ. Điều thứ nhất là như vậy. Không phải tôi thương dạ rồi tôi tha thứ, tại vì tôi thương tôi cho nên tôi tha thứ anh đó thôi. Mình hãy suy nghĩ một cách rất là tiêu cực vậy đi. Tôi không nỡ quỷ diệt đời tôi không nhận chìm tôi trong cái hố của căm giận, đắng cay, thù hận, và làm cho tôi tuổi thọ giảm cho nên tôi tha thứ anh. Chuyện anh hãy để cho nhân quả nghiệp báo xử lý anh, tôi không cần thò tay vô để can thiệp gì cả, rồi sẽ thấy nhân quả nó đến với anh thôi. Còn riêng bản thân tôi thì tôi đã mất của cải, mất cửa nhà, thậm chí mất cả người yêu rồi, cho nên cái điều còn lại tôi giữ bằng sống tôi. Còn lại thứ hai vô cùng quý là trái tim tràn đầy nhân hậu của tôi. Điều thứ ba là cái hạt mầm đầu đời rất trong suốt của tôi, đó là tâm bản nhiên của tôi, chưa hề dính một chút phiền não nào, tôi hay giữ đó. Thế chưa? Rồi trần thế này ra đi, tôi ở yên trong trạng thái rỗng sáng tĩnh lặng để tôi có thể có được một cái sự thông minh nhất định của kiếp sau. Thế thì tha thứ nó hàm nghĩa là phải thông minh mới tha thứ được, đầy trí tuệ mới tha thứ được.
Còn nếu anh không thông minh, không trí tuệ, anh không tha thứ là được. Điều thứ hai, thưa các vị, phát hành Bồ Tát Đạo là chế lấy từ bi làm gốc nghe. Cống hiến. Hãy hiến tặng những cái điều kẻ kia nó tham muốn. Và thưa các vị, cái điều này đặt ra cho chúng ta hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nó là người giàu thứ hai là người không giàu. Người giàu cống hiến dễ rồi, còn cái người không giàu có chi để cống hiến? Thưa các vị, có khi mình không giàu nhưng mà mình cống hiến được nhiều hơn người giàu làm sao? Có quy luật ngược này không? Thế nào là nghèo và cống hiến được nhiều? Thưa các vị, trái tim nhân hậu các vị có rồi thì các vị có thể tùy theo cái điều kiện của đời sống các vị cống hiến nghe. Đừng nghĩ rằng bố thí chỉ có cái bố thí tiền. Không, tiền một phần thôi. Nhưng mà thưa các vị, có khi đồng tiền bố thí mà không mang lại hạnh phúc thì người ta nhiều bằng các vị bố thí một lời nói, một cái nhìn, một cử chỉ, một sự cảm thông. Mình có tiền nhưng mình quăng vô người ta giống như là bố thí cho cái ăn mài. Thế thì một cái dạng cư xử rất là sắc sược thì có khi làm tổn thương người ta. Cho nên thưa các vị, trong quá khứ câu chuyện vui đó là ông nhà nhà kia ông mở một cái ngày chẩn tế giúp của tiền thức ăn cho bao nhiêu người khốn khổ trong một tỉnh đang lâm vào tình trạng đói khát. Thế thì có một anh chàng của anh mài, anh đội cái nón sụp sụp, anh bưng cái bụng tới và anh đứng gần người anh không tới, trong khi mọi người đều tới đi ngang qua để nhận một miếng gạo, miếng cháo, miếng cơm. Thế là anh chàng kia cứ đứng gần người hoài. Ông kia nói, này anh kia tới đây. Cái ông kia, ông mài, ông vợ nó, để nói tôi sẽ dĩ nhịn đói như thế này cho tới hôm nay 10 ngày chưa có thức ăn là do vì cái lời nói rất là trịnh thượng của những người cho đồ tôi lần này, anh kia tới đây cho nên tôi không lấy quà. Đi. Thưa các vị, đằng đằng cái của cho nó quý nhưng mà cái nhân cách, tức là cái cách cho quý hơn nhé. Và cách cho nó quý hay không quý là từ trái tim nhân hậu của các vị nghe, từ cái niềm kính trọng của các vị, thương yêu của các vị, trao quà của các vị. Và nếu làm được điều này thì mới gọi là tu Bồ Tát hạnh à. An trú trong pháp hành, an trú trong từ bi tâm, quán chiếu rằng người kia không phải đến để thọ ơn ta mà ta đang thọ ơn người ta đang cho. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, vì có anh cho nên tôi mở được lòng yêu thương, vì có anh cho nên tôi xả bớt những cái chất chứa nơi đời sống của tôi. Anh là điều kiện để tôi khởi Bồ Đề Tâm, anh là điều kiện để cho lòng nhân hậu tôi mở rộng. Và cái điều này thưa các vị, trong hiền sử nó có nhiều câu chuyện rất dễ thương và rất hay. Ta biết rằng có một vị sư, một hôm đang tọa thiền, cái tên trộm nó vô, nó lục đầu trên sống dưới, nó lục tới lục lui hơi không có chẻ, nó phun nước cái phèo, nó chán thiệt, ông không có gì để cho tới á. Thiền sư kia cười ngắn, nói người đang biết rằng là ta không có phải là khờ dại tích góp của tiền để cho ngươi vô đây gương trọn đâu. Ta dạy chi và làm thằng giữ của, làm người giữ của để cho mi lấy. Điều thứ nhất là giữ của đang mỏi mệt, điều thứ hai mi lấy thì lại khởi tâm là buồn phiền nữa. Cho nên ta không muốn chút phiền não, đời sống người tu chỉ ba y một bát thôi. Cho nên ngươi kiếm không ra cái chi là chuyện rất phải. Tuy nhiên ta nói cho mi biết rằng là thấy thì như vậy nhưng mà ta có của nghe, ta có tới 100 lượng vàng, ngươi có biết không? Người ta cho ta để phết tượng Phật đó.
thôi được, ta cho mi, để cho mi mang về, nên nhớ rằng là đây là vàng để phết tượng Phật. Ngươi dùng đó để có thể cải đổi đời sống ăn trộm của mi, chứ đừng bao giờ đi theo cái nghề ăn trộm nữa. Thế rồi ngài dỡ cái chỗ ngồi ngài lên, ngài lấy hai lượng vàng ngài cho, và tên đó nó mang về. Cái ngần ngừ nó nghĩ rằng cái ông sư này đúng là không lường được. Tại vì mình lục không có tiền, mình định đi, ông kêu lại, ông nói cho một trận, rồi ông lại móc vàng không cho nữa. Thế thì có lẽ là có một cái gì quý hơn vàng. Cho nên đời sống của những vị thiền tăng ta phải theo học. Thế rồi anh ngần ngừ ra mà anh trả, nó xin ngài dạy cho tôi cái pháp màu gì. Nó quý đến nỗi là ngài coi vàng rẻ như là một cục đất vậy. Nó dĩ nhiên ta có một pháp hành trì, và đối với ta thì vàng không nghĩa chi đâu, chẳng qua dùng nó làm phương tiện thôi. Phương tiện đó là người ta cúng, người ta nhận để trang điểm cho cái tượng Phật đẹp đẽ, cho người Phật tử tín chúng người ta khởi bồ đề tâm thôi. Chứ ta cũng thực ra không muốn phát vàng Phật làm cái chi. Ta nghĩ rằng là cứu một người qua cơn đó như mi cần hơn đeo vàng phết chữ gia cái ông Phật một đất. Tuy nhiên cái điều cực kỳ quý là pháp của Phật hành trì, chứ không phải là cái chuyện vật chất này đâu. Nếu ngươi bằng lòng theo ta học thì ta sẽ dạy cho ngươi pháp hành trì để ngươi khơi được cái kho tàng lên từ tâm ngươi. Thế rồi sau đó thì ngài thu nhận cái tên kia, nó làm đệ tử. Thế thì thưa các vị, cách hành trì của người giàu và người không giàu nó có hai sự khác biệt nha. Với người có của tiền thì ta bố thí một cách rất là trực tiếp, nhưng mà nên lưu ý rằng là của thí không bằng cách thí. Nhân cách người ta, thưa các vị, cao quý hay là hèn kém nó không phải biểu lộ ở chỗ là có nhiều của cải, nó bị mà biểu lộ ở chỗ cách xài của, thế mai là cách có của. Thực ra thì có của ai cũng tìm được, nhưng mà xài của thì nó rất khác nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, với người giàu thì chúng ta có điều kiện để làm vô vàng thiện sự. Nhưng mà nếu các vị có một cái tâm của một người tu học và có được cái nền của Bồ Tát Đạo phía dưới, thế thì cái việc làm của các vị giống như bình thường, nhưng mà phước lành tăng trưởng nè, tâm các vị mở rộng nè, phẩm chất các vị cao quý, nó sinh ra theo với cái cách và cái nghĩ suy và tri thức của các vị học đạo. Điều thứ hai, người không giàu như chúng ta, thưa các vị, ta có cách bố thí, đó là lời nói của ta, nụ cười của ta, lòng hoan hỷ của ta, sự tùy hỷ của ta đối với bao thiện hạnh của người là một loại bố thí. Xem ra cái loại bố thí phía dưới này không ham của mà ai làm cũng được cả. Mình hoan hỷ với thiện hạnh của người, hoan hỷ với việc làm đẹp của người, hoan hỷ khi thấy người hạnh phúc. Thưa các vị, nó quá là đơn giản, khó khăn chi. Thế nhưng mà người ta lại không làm được điều này nhé. Khen thì dè sẻn dường như là sợ mất tiền, nhưng mà chê thì rất là hào phóng. Kỳ lạ là cả chỗ này. Cho nên khi các vị mở một lời dè biểu, chê trách hoặc là phê phán về người, thì các vị nên nhớ rằng là ta vốn đã nghèo do vì quá khứ mình không tích phước, thì bây giờ nên làm người bố thí đi để có phước lành chứ sao giàu. Còn ngay bây giờ không chịu tích góp từng lời, từng cái nhìn, từng cái sự suy nghĩ, thế thì mình đang gây cái chủ nhân để nghèo đời đời kiếp kiếp, nghèo của cái vật chất, nghèo nhân ái, nghèo nụ cười, nghèo lòng vị tha, tất cả những cái thứ đó mà nó cùng đổ sụp xuống, thì thưa các vị, ta chắc chắn rằng không vươn lên được trong đời sống này. Ai cũng có khả năng làm người giàu, ai cũng có khả năng làm người bố thí. Đừng nghĩ rằng nó có của tiền nhiều hơn của bố thí. Ngay trong đời sống bây giờ ở đây, mọi người đều có khả năng trở thành người giàu có là và bố thí được rất nhiều thưa các vị. Hồi hướng, thưa các vị,
các vị mà học cái truyền thống thiền Vipassana có một cái phần là rải tâm từ đó, nó tương đương với phần này nghe, rải tâm cầu cho người. Và người ta chia ra làm hai cấp, tức là hai dạng. Dạng thứ nhất là qua thời gian, thứ hai là qua không gian. Qua thời gian thì nó hàm nghĩa rằng là tôi cầu cho chúng sinh đó ngay bây giờ được an lạc hạnh phúc, cầu cho chúng sinh đó trong tương lai cũng được an lạc hạnh phúc, và cầu cho chúng sinh đó đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào cũng gặp Phật Pháp, ở đâu cũng gặp, cũng có được an lạc hạnh phúc. Đó là qua cái chiều dài, chiều đứng của thời gian. Qua không gian là chi? Thưa các vị, cầu cho tôi được khỏe mạnh, được có sức khỏe, được hạnh phúc, tu tập, được phát triển. Tất nhiên là các vị đọc vô các phần niệm năm từ, các vị thực tập điều này. Và nên thực tập. Gần đó là cầu cho tôi, thứ hai là cầu cho con tôi được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được an lạc. Chồng của tôi, vợ của tôi, bố của tôi, mẹ của tôi. Tức là mình nhân rộng ra. Đầu tiên là những người mình thương, sau đó những người mình không thương, sau đó là kẻ thù của mình, sau đó là tất cả loài chúng sinh, sau đó là những người trên hành tinh này. Và rộng hơn nữa thì nhiều hành tinh có chúng sinh sinh sống đều được an lạc hạnh phúc. Nói từng câu rất là cẩn trọng như vậy. Để làm chi? Đừng nghĩ rằng cái này nó vô bổ, thưa các vị. Khi các vị nói một lời rằng xin cho con được khỏe mạnh, xin cho con được hạnh phúc, xin cho con được an lành, thì thưa các vị, ý thức của các vị nó tạo thành ý lực, nó phổ vào trong từng tế bào của các vị, để từng tế bào ta nghe điều này và sống hùng, sống mạnh, bước lên. Cái sự cầu nguyện thưa các vị nó rất là quan trọng nha. Khi mình nói một lời trong tâm thức mình, tức là nói thì thầm với chính mình, thì những điều đó nó tạo thành cái âm ba, nó vang vọng trong tâm thức các vị, nó vang vọng trong từng tế bào của các vị. Tại vì toàn bộ đời sống của ta thưa các vị nó được điều khiển bằng ý thức của ta nghe. Ý thức của các vị khởi muốn là tôi muốn đi uống nước, thì chân liền đứng lên, bước đến chỗ lấy nước, tay hướng nước và đưa vô miệng. Thế thì mọi động tác trong đời sống bình thường này, từ lúc bé tới hôm nay thưa các vị, đều được ý thức dẫn dắt. Thế thì ý thức các vị dẫn dắt rằng tôi có khỏe mạnh nè, tôi phải an lạc nè, tôi phải sống dai nè. Thế thì thân thể các vị dần dần nó nghe những lời này, nó làm theo ý thức của các vị dẫn đạo ạ. Do vậy thưa các vị, truyền thống Vipassana các sư đều dùng cái bài niệm tâm từ khi đi vô sự thực tập. Bài này, bài kinh này không phải tự nhiên mà có. Thưa các vị, là chư tỳ kheo trong quá khứ và thời Đức Thế Tôn một hôm an cư ở một cái vùng rừng núi kia. Tự nhiên là các ngài đến an cư, đầu tiên thì chư thiên ở đó, thần phi nhân ở đó, tức là Atula, quỷ thần, họ đến để yểm trợ, họ hết lòng, họ rất là hoan hỷ. Thế rồi sau đó thì 10 ngày họ thấy họ ghét quá, và họ dùng mọi cách để làm cho các tỳ kheo đó rất bất an. Thế thì các thầy đành phải cuốn gói về bạch Đức Thế Tôn: như mùa ăn cư này chúng con định ăn cư 3 tháng, nhưng mà tới đây bất an quá, nào là mùi hôi nè, nào là loài động vật nó bò ngổ ngang, nó hâm dọa nè, nào là ban đêm tiếng rừng nó ầm ĩ, làm cho chúng con rất là kinh sợ, không tạo thiền được. Thế Tôn hỏi tại sao? Các thầy mới kể là những ngày đầu rất an lạc, thế là những ngày thứ hai chúng con bắt đầu đi vô thiền định thì tự nhiên là dường như là núi rừng cũng phản đối con. Thế Tôn nói, ồ, đó là do các vị thần phi nhân à. Các ông hãy tụng cái bài kinh rải tâm từ này, hãy rải tâm từ cho cả một vùng rừng núi được yên bình, thì các ông yên bình thôi, thì chư thiên sẽ phúc lạc, ở tràn đầy hạnh phúc, hiểu trợ không? Thế là từ đó thưa các vị, trong truyền thống của các sư Nam truyền đi bất cứ nơi đâu, họ đều dùng bài kinh niệm năm từ nhé. Cái ý của nó như mình vừa nói đó, đầu tiên cho tự thân con, thứ hai đến người thân của con, thứ ba đến cỏ cây nơi đây, thứ tư đến những vị thần phi nhân đều được an lạc, đều được hạnh phúc. Tức là từng câu vậy lặp lại trong tâm thức.
Thì tự nhiên là làm thành cái vùng năng lượng vô cùng yên bình cho cả cỏ cây đất trời, cả những vị thần phi nhân, cả chư thiên, cả ma quỷ, cả những loài động vật thấp bé. Thế cho nên thưa các vị, hồi hướng là hàm nghĩa rằng là khởi tâm cầu cho người. Ở nơi đây, cái phúc hạnh thứ 12 này là đem công đức lành đã tạo trong hiện đời, đem công đức lành đã tạo trong quá khứ và đem công đức lành đã tạo trong tương lai hồi hướng cho cái tên cướp của mình kia, nó giật của mình kia, nó gây oán chuốc hờn với mình kia, cho nó được an lạc, cho nó được hạnh phúc, cho nó được giàu có, cho nó biết được quả báo để nó tránh, cho nó được lành thiện vân vân. Tức là tùy theo tâm thức của các vị hướng về những người mà các vị căm thù đó, các vị hồi hướng công đức lành cho họ. Cái đầu tiên hiệu quả thứ nhất nó xảy ra là chi? Cái lòng thù hận mình tự nhiên nó giảm nghe. Thay vì mình căm thù đó, đằng này mình đem hết cái tâm của mình hướng về nó và nguyện đem tất cả những công đức phước lành của mình đã tạo hướng về cái kẻ kia, hồi hướng cho nó được an lạc, được hạnh phúc, được khỏe mạnh, được sống dài. Thế thì tự nhiên cái sự giận dữ bất an công đức của các vị nó bốc khói bay đi mất. Các vị thử làm, các vị thấy hiệu quả. Khi các vị căm thù ai, giận dữ với ai, cay đắng với ai, ghét ai, các vị thử là trầm tư hướng về cái con người kia, hình dung ra cái mặt mày của họ đang ngồi trước mình và mình phổ năng lượng vô cùng lành, vô cùng dễ thương trùm xuống đời sống họ, tự nhiên là người kia thay đổi. Và cái điều thay đổi tuyệt vời xảy ra là ta tự nhiên thay đổi nha. Thử làm đi là thấy điều này. Tiếc rằng mình không có thù ai, không ghét ai, cho nên mình không có làm nữa thôi. Nhưng mình bày cho các vị, chưa hề sai, các vị làm đi rồi mới thấy cái khả năng chuyển hóa của nó rất là mầu nhiệm. Tóm lại, thưa các vị, khởi tâm cầu cho người, xin tóm ý lại là cầu cho ta nhé. Khi các vị hướng về bất cứ ai, các vị cầu cho người ta được thiện lành điều chi, thì cái tự nhiên là các vị có được điều đó. Phước lành nên đến với các vị trước khi nó đến với người. Từ từ cái điều này, nếu nó xảy ra ngược lại là các vị thù ghét ai, các vị trù rủa ai, thì cái chuyện xảy ra đó là người ta chưa chết, người ta chết trước nha. Nguyên tắc là vậy. Mình cay đắng với người, thù ghét người, giận dữ người, và vô cùng oán tức người thì chưa hại được ai, nhưng mà ta đã chết trước rồi. Cho nên hãy nhớ nguyên tắc này vô cùng đúng và vô cùng chính xác. Và thưa các vị, cái pháp hành Bồ Tát Đạo này nó rất là đơn giản, nó cận nhân tình. Và đời thường chúng ta ở đâu cũng bắt gặp điều này. Không hề có một người nào sống dưới trần gian này mà không có kẻ thù ghét, không có bị người ghét, không bị người cay đắng với mình, không bị người chọc phá mình. Thưa các vị, chuyện tự nhiên là ta sống giữa trần đời này, nếu có 50 người thương ta thì cũng có trung bình cái số như vậy ghét ta thôi. Và ai giỏi lắm thì kiếm được 70% người thương kính quý mến mình thôi, chứ không kiếm nhiều hơn nữa đâu. Thế thì thưa các vị, nếu các vị dùng pháp hành Bồ Tát làm tấm thiết giáp, làm giáp sắt bảo bọc đời mình thì rất tuyệt vời. Không có nước lửa nào đốt cháy các vị, nhận chìm các vị, tức là không có phiền não khổ đau nào nhận chìm đời ta được. Và cái điều mình nhắc ra đây rất là quan trọng, đó là nếu ta đã lỡ mất của cải, nếu ta đã lỡ bị người khác tránh lột cướp giật, hành hạ quỷ diệt đời ta, thì ta mất đi 50% của sự may mắn giữa cuộc đời, còn lại 50% đó là trái tim nhân hậu của ta, con đường tâm linh của ta, bản nguyện lành của ta. Ta hãy giữ, đừng có để cho lòng mình khởi căm thù, giận dữ, bất an, thì mình còn đủ gọi là người thông minh. Bằng không thì mất cả chì lẫn chài, mất cả của cải vật chất trần gian rồi, mất luôn cả trái tim tràn đầy nhân hậu,
mất luôn cả cái phước lành của ta trong tương lai. Còn nếu ngược lại thưa các vị, người ta có thể lấy của cải, cướp giật của các vị, quỷ diệt các vị, nhưng mà trái tim của các vị nó tràn đầy tha thứ, bao dung, hồi hướng. Thế thì các vị mất của cải, nhưng mà cái điều nó giàu có gấp bội là phước lành các vị tăng lên vô cùng lớn. Cái hiện tại có thể kiểm tra được là trái tim của các vị nó tràn đầy phước lạc và niềm vui. Nó không có bị cái sự kiện của đời sống vật chất làm cho các vị khốn khổ, bất an, lo âu, sầu muộn chi cả. Ngay đó thì người ta đã có phước rồi. Còn cái kẻ kia, thưa các vị, nó gây quan nghiệp với mình, chắc chắn một điều rằng là khi nó gây quan nghiệp cửa trước thì cửa sau của nó đang kêu gọi họa hại, bất an, bất trắc và tai họa tới cửa sau thôi, không tránh được. Nói như thế mình không có trù rủa cái thù chi, nhưng mà nguyên tắc nhân quả nó là như vậy. Tắp rồi rưỡi. Rửa thôi, học nữa đâu. Ta có thể học thêm bài 13, học nữa thì tới 10 giờ. Thôi dừng hả? Thôi thì mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện toàn mong vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Vì duỗi chân ra nghỉ ngơi chút.